nhìn anh chặt nè, trời ơi rất là cao thủ luôn. Đây cả nhà, hôm nay thì Ngọc thấy là chỗ anh heo bay con heo á, nguyên con như thế này ha. Ngọc ghé Ngọc quay cho cả nhà nè, cả nhà thấy không? Bây giờ là mới quay xong ha. Da nhìn nó bóng lưỡng và giòn lụm luôn. Cảm giác vậy nha, tiếng anh sẽ xẻ ra. Thì ở đây á, là trên tỉnh U10, nếu mà cả nhà chưa biết thì có thể là ghé ủng hộ thử nha. Số ở đây là số 412 của tỉnh U10, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân nha cả nhà. Đấy. Anh đang chuẩn bị cái này là quay 2 tiếng là con này 40 kg, xong rồi chuẩn bị cái anh sẽ xẻ nó ra ha, nó bán cho khách theo từng dạng lên từng ký. Thì cả nhà muốn mua nhiêu thì có thể là nói anh ha, anh sẽ ra 1 tiếng rồi cả nhà được xem cận cảnh luôn. Thì vệ sinh như nó sạch sẽ, trong lúc nó quay nó bụi than nhất thì nó dính vào. Ủa cái con này là bao nhiêu ký anh? Này 40 kg. Dạ 40 kg. Hình như là đợt này là nhỏ hơn phải không? Đợt trước em thấy anh quay lớn lắm. Lớn là trước 60 kg, bữa nay quay nó nhỏ. Dạ. Trời ơi, nhìn ngon quá trời luôn. Quay con lớn là trước trên rồi. Dạ. Con này là anh quay từ lúc mấy giờ? 9 giờ. Dạ. 9 giờ, bây giờ là 11 giờ. Dạ. Này quay 2 tiếng. Dạ. Khi mà mình đi ngang tỉnh lộ 10 á cả nhà thì thấy con heo này quá trời bắt mắt luôn. Ở ngoài thì lớp da của nó là màu vàng mật á, nói chung là rất là bắt mắt. Mà Ngọc cũng đã từng thưởng thức cái loại heo này rồi, cũng 1 đến 2 lần. Thì khi mà mình ăn á, cái hương vị của cái lớp da thì giòn lùm rụm như vậy nha. Nhưng mà khi cảm nhận ở bò thịt ở bên trong thì nó sẽ có một cái vị mềm nè, thơm nè, xong rồi hòa quyện lại ha, khiến mà ăn mình cảm thấy là nó sẽ rất là thích thú luôn. Ở cả nhà thấy ở bên ngoài thì con heo nó được quay lên ha, màu vàng như vậy, và ở bên trong thì sẽ được nhét gia vị, xong rồi các lá mắc mật ở bên trong cái bụng của nó, và kiểu như anh đã khâu lại bằng cái gì chuyên dụng á thì mình không có biết, nhưng mà khâu lại để cho nó khi mà mình quay đều quay đều như vậy thì nó sẽ không có rớt những cái gia vị trong đó ra, nó thấm vào cái hương vị thịt. Khi mà cảm nhận á, ăn vào thì thật sự rất là thấm vị luôn, mà kiểu rất là hay luôn á cả nhà. Gia vị ở ngoài thì nó giòn rụm mà cũng có mặn mặn ngọt ngọt, và bên trong thì lại rất là thấm vị và rất là thơm. Cái món heo quay này là sự kết hợp giữa cái hương thơm của lá mắc mật nè với các cái gia vị mà chúng ta đã để vào trong cái con heo để cho nó thơm ngon và ngọt thịt hơn. Thì cái sự khác biệt mà theo Ngọc thấy rõ nhất mà khi mà mình thưởng thức cũng như là mình nhìn thấy con heo này á, là nó sẽ khác là cái về lớp da. Da heo của người Sài Gòn thì sẽ phồng lên, Ngọc thấy là phồng cũng khá là nhiều nhưng mà vẫn giòn nha. Và cái da heo này thì nó sẽ giòn nhưng mà nó sẽ mượt hơn và nó không có phồng bự lên á. Giòn rụm luôn ha, anh bỏ nhát dao nào nhát dao lấy giòn rụm luôn á.
nhìn rất là hấp dẫn cả nhà ha. Về cái loại này á, thì theo Ngọc thấy á, thì các cái phần đùi nè, cái phần vai, cái phần sườn thì anh bán giá khác nhau. Thì giá cụ thể thế nào thì tí xíu nữa Ngọc sẽ hỏi anh và cập nhật với cả nhà mình nha. Ở đây thì là số 410 của đường tỉnh lộ 10 nha cả nhà. Nói chung là khá là dễ tìm bởi vì ông tiền. Mà nếu mà cả nhà khó quá xíu á, thì cả nhà có thể là search lên trên Facebook hoặc là trên Google á, thì tìm là cơ sở heo quay lá mắt mật Thành Linh thì sẽ ra nha. Cả nhà nhìn anh chặt nè, trời ơi rất là cao phủ luôn. Rò 220, sườn 280, yeah. Đùi thì 250. Mỗi phần nó có giá khác nhau nha. Wow, đây rồi, chính xác là cao khủng rồi cả nhà ơi. Ở trong, ở bên ngoài thì da nó kiểu dạng giòn á, giòn đinh rất, ở bên trong thì thịt nó lại ướt ướt á, nhìn thấy là hấp dẫn nè. Xong rồi cảm nhận là sẽ ăn sẽ ở ngoài sẽ có gia vị, ở trong đây cũng được ướt gia vị và kiểu như nó sẽ ướt ướt như vậy thì mình sẽ nhổ ra hơn mềm nữa. Mình nghe chia sẻ là anh cũng có quay nguyên con để cho cúng, xong rồi để bán thịt thì bán tại chỗ thế này, thì chủ yếu là bán thịt miếng ha, bán đùi, bán những cái phần khác nhau. Còn mà anh cũng nhận đặt giống như kiểu cho đám tiệc nè, các gia đình, các cơ quan xí nghiệp mà muốn cúng á, thì cũng có thể là điện thoại cho anh. Số điện thoại là số để Ngọc xem rồi, số điện thoại là số 0965115146 nha. Rồi cả nhà có thể là liên hệ số điện thoại để có thể là trao đổi với anh coi mình có thể đặt nguyên con như thế nào, hoặc là gia giảm số ký rồi các kiểu để phù hợp với gia đình của mình ha. Nhìn nó thèm luôn. Chắc nhìn nước chứ nó gọi.
ngồi trong Sài Gòn này 4 năm rồi. Dạ. Mà hồi xưa ở quê là cũng có làm hả? Quê có làm rồi. Dạ. Làm lâu rồi. Anh lấy cho em 100 phần này đi. 100 à? Dạ. 100 hơi mỏng. Hơi mỏng hả? Dạ, em coi lấy cái đó là bao nhiêu á. Anh sẽ thử cho em ạ. Nhiều quá, này là 200. 210 hay 200? 200. Đấy rồi. 100 thì ít đó, 100 dạ, một xíu dạ, này. Dạ, thôi anh lấy thêm luôn đi. Dạ. Có nghĩa là mỗi phần cho mình bán cái giá khác nhau nha. Thường khác nhau hết. Thường là tầm khoảng 9 giờ anh quay là tới 11 giờ là có heo anh ha. Dạ. 11 giờ, 11 rưỡi trong khoảng đấy. Quay rồi. Dạ. Nói chung là biết cái cách ướp này kia nọ rồi ha, hệ thống gia vị này kia. Quay anh.